Haven của Connecticut đi New York City. Thì đây là lần đầu tiên mình đi tàu ở trên nước Mỹ. Thì giá vé cho hôm nay là just round trip ha, là $47. Cái gì biết đi trên những chuyến tàu này mình chợt nhớ đến cái những cái chuyến tàu đi ở tàu liên vận từ Việt Nam đi Bắc Kinh đó thưa quý vị, cũng như là những cái chuyến tàu ICE ở bên Đức. Xét về tốc độ thì tàu ICE ở bên Đức nó trội hơn, nó vượt trội hơn, nó đi với tốc độ 300 km/h. Thì mình chưa biết Nhật Bản sao thì chưa qua, nhưng mà mình thấy ở nước Mỹ thì cái khoảng mà họ khai thác về tàu lửa rất ít, bởi vì dân Mỹ đa phần họ đi xe con hoặc là họ đi máy bay cho những chặng đường xa. Thì có lẽ là không biết là vì sao trong tương lai nước Mỹ thì họ sẽ khai thác cái ngành dịch vụ đi tàu lửa như thế này, nó rất là tiện thưa quý vị. Nhưng mà quý vị thấy một cái to như thế này rất là lớn, còn chắc còn hơn 50 về khoảng 80 ghế đi, nhưng mà chỉ có khoảng 4-5 hành khách đi trên toa này thôi. Có lẽ đó là vụ dịch. Ok, thì hopefully là trong tương lai nước Mỹ sẽ khai thác cái ngành đường sắt hành trình đó. Ok, thank you for watching. Thank you.